Chào mừng bạn đã đến với bản tin cuối tuần. Bản tin truyền hình dã chiến 90 giây được tổng hợp trong tuần qua. Mở đầu là bản tin ngày thứ hai, ngày 21 tháng 6 năm 2021. Nhà cáo Kinh Bắc chuyển mình trong tâm dịch. Trung tâm giám sát và đảm bảo dịch vụ tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng SCC Got Talent. Tính đến thời điểm hiện tại, Bắc Ninh đang là địa phương đứng thứ hai trên cả nước về số ca nhiễm COVID-19. Đứng trước hoàn cảnh này, cán bộ nhân viên FPT Telecom Bắc Ninh đã có những bước chuyển mình linh hoạt nhằm đảm bảo công việc khi nhu cầu khách hàng tăng mạnh và đảm bảo sức khỏe khi dịch bệnh bùng phát, lan rộng ở khắp các văn phòng, chi nhánh. Từ khi bùng dịch, toàn bộ chi nhánh đã chủ động work from home theo từng địa bàn phong tỏa. Các nhân sự trong tâm dịch được khuyến khích và tạo điều kiện ở lại cách ly tại văn phòng. Anh Phan Đình Cường, giám đốc chi nhánh Bắc Ninh cho biết, ban điều hành và ban giám đốc rất quan tâm động viên tinh thần, sức khỏe của anh em, luôn kịp thời hỗ trợ anh em khi gặp khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho anh em công tác. Toàn thể nhân viên chi nhánh quyết tâm biến khó khăn thành sức mạnh. Anh Nguyễn Văn Minh, trưởng văn phòng giao dịch Thuận Thành chia sẻ thêm, đây là khoảng thời gian có nhiều thách thức lớn đối với mình. Tuy nhiên cá nhân mình luôn có những phương thức, cách làm mới để thay đổi thích nghi với tình hình và hỗ trợ tối đa cho anh em. Diễn ra từ ngày 26 tháng 5 đến 30 tháng 6, chương trình SCC Got Talent của Trung tâm Giám sát và Đảm bảo Dịch vụ thu hút nhiều tài năng của đơn vị tranh tài. Chương trình có tổng cộng 3 vòng thi và được tổ chức online cho toàn thể cán bộ nhân viên của trung tâm trên toàn quốc. Kết thúc 2 vòng thi, ban tổ chức đã xác định những cái tên tài năng bước tiếp vào vòng 3 để tranh ngôi vô địch. Với hệ thống giải thưởng đa dạng và hấp dẫn gần 4 triệu đồng, chương trình hứa hẹn là sân chơi bổ ích cho cán bộ trung tâm trong thời gian dịch bệnh. Tiếp theo là bản tin ngày thứ tư, ngày 23 tháng 6 năm 2021. FPT Telecom Song Pha quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh căng thẳng. Cán bộ nhân viên chi nhánh Hải Dương kêu gọi ủng hộ hội nạn nhân chất độc da cam. Khoảnh khắc vượt dịch công bố 9 giải bài dự thi sớm nhất tuần 4. COVID-19 tiếp tục có những diễn biến căng thẳng tại các khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh và nhiều tỉnh thành khác. Không ngại khó, nhiều thành viên FPT Telecom xung phong trên mọi mặt trận, nhất quyết đảm bảo tiến độ và năng suất công việc. Nhiều tổng đài viên đã vượt nóng, vượt trở ngại khi làm việc tại nhà. Các kỹ thuật viên trực chiến ngay trong đêm để đảm bảo đường mạng xuyên suốt. Tất cả đều vì một mục tiêu, hết lòng vì khách hàng. Xuất phát từ tấm lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng, các cán bộ nhân viên FPT Telecom tại chi nhánh Hải Dương đã kêu gọi được 17.050.000 đồng trao tặng cho hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hải Dương. Đây là tấm lòng mà các thành viên nhà cáo luôn mong muốn được sẻ chia với mọi hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Phong trào khoe ảnh khoảnh khắc vượt dịch tiếp tục nhận nhiều bài dự thi của các thành viên nhà cáo trên toàn quốc. 9 bài dự thi đạt giải bài dự thi sớm nhất tuần 4 được công bố trên ảnh. Phong trào sẽ nhận bài dự thi đến hết ngày 28 tháng 6 năm 2021. Nhanh tay tham gia để nhận những giải thưởng vô cùng giá trị. Bản tin cuối cùng ngày thứ 6, ngày 25 tháng 6 năm 2021. Người Airtel đồng hành cùng cộng đồng trong vùng dịch. Hình ảnh các chiến sĩ Airtel chi nhánh Thanh Hóa dầm mưa khắc phục sự cố khách hàng gây xúc động mạnh tại cuộc thi khoảnh khắc vượt dịch. Cuộc thi dịch vụ Certico công bố chủ nhân 2 giải giờ vàng tuần 4. Thời gian qua, người Airtel tại một số khu vực bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã liên tục có những đóng góp, hỗ trợ cộng đồng tại địa phương trong công tác chống dịch. Ghi nhận từ ngày 12 tháng 5 đến nay, đã có 5 chi nhánh triển khai hoạt động này gồm Bắc Giang, Hưng Yên, Hòa Bình, Kiên Giang và Sài Gòn 13. Các chi nhánh đã thực hiện mua các nhu yếu phẩm như khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn, vật tư y tế để trao tặng cho khách hàng, các địa phương, cơ sở, trung tâm y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Chi phí thực hiện các hoạt động này được trích xuất từ nguồn quỹ FPT vì cộng đồng phòng chống COVID-19. Đối với một số chi nhánh chưa sử dụng nguồn quỹ này, có thể liên hệ trực tiếp với phòng văn hóa và đoàn thể để được hướng dẫn các thủ tục liên quan. Hình ảnh các chiến sĩ Airtel chi nhánh Thanh Hóa dầm mưa khắc phục sự cố khách hàng gây xúc động mạnh tại cuộc thi khoảnh khắc vượt dịch. Theo ghi nhận được, lúc 23 giờ 30 phút ngày 9 tháng 6 năm 2021, hạ tầng khu vực Thanh Hóa gặp sự cố, thời tiết bên ngoài mưa rất to, thế nhưng các thành viên đội kỹ thuật không ngại khó khăn, dầm mưa khắc phục sự cố ngay trong đêm cho hơn 600 khách hàng bị ảnh hưởng. Tuần vừa qua, cuộc thi dịch vụ Certico đã tìm ra chủ nhân của 2 giải giờ vàng tuần 4. Trung tâm chăm sóc khách hàng khu vực phía Nam đã xuất sắc đạt toàn bộ giải vàng tuần qua. Đây là giải thưởng dành cho người có bài dự thi đúng 11 giờ thứ tư hàng tuần với trị giá 500.000 đồng một gói mỗi tuần. Cuộc thi dịch vụ Certico hiện vẫn đang tiếp tục diễn ra trên group phong trào Airtel. Nhanh tay tham gia ngay để nhận về những giải thưởng hấp dẫn.